theo style Audrey Hepburn, Quốc Thịnh Y, Nhiệt Ba Keo Lý. Phế vì chung một lý do. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Nani? Chào mừng bạn đến với tin tức, nơi có thể làm bạn đã cái nư vì sắp dìm idol ai đó. Một trong những phong cách được rất nhiều sao nữ hoa ngữ ưa chuộng trong nhiều năm qua, đó là style đu theo biểu tượng thời trang đình đám Audrey Hepburn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được vẻ đẹp xuất sắc khi diện theo style Audrey Hepburn, bởi khi so sánh mới thấy, có những mỹ nhân rõ đẹp nhưng diện đồ lên thì không hợp. Triệu Lệ Dĩnh. Diện phong cách Audrey Hepburn khi xuất hiện trong bộ điện ảnh Đạp Gió Rẽ Sóng, Triệu Lệ Dĩnh làm bao người phải bất ngờ bởi vẻ ngoài của cô nàng. Xét ra thì Triệu Lệ Dĩnh cũng xinh đấy, nhưng nét dễ thương của cô hoàn toàn không hợp với style Audrey Hepburn. Dương Mịch. Khác với dàn hoa kể trên, Dương Mịch có tới 2 lần được thử sức với tạo hình Audrey Hepburn. Lần đầu nhan sắc của Dương Mịch không được đánh giá cao. Lần hai là vào năm 2021, trong một sự kiện, Dương Mịch diện phong cách Audrey Hepburn và cô không làm mọi người thất vọng. Angela Baby. Trong dàn hoa 85 thì Angela Baby là người diễn phong cách Audrey Hepburn đẹp nhất. Tại thảm đỏ của sự kiện lớn, bộ đầm đen với lớp đính đá trắng đã giúp nữ diễn viên trông vô cùng lộng lẫy. Kết hợp với gương mặt xinh đẹp vừa có chút cổ điển lại thêm chút hiện đại thì Angela Baby đúng là nổi nhất thảm đỏ rồi. Bên cạnh đó, bờ vai trần gợi cảm, làn da trắng phát sáng cũng giúp Angela Baby thêm phần kiêu kỳ, sang chảnh hơn. Quốc Thịnh Y. Một trong những mỹ nhân được đánh giá cao nhất khi diện đồ theo phong cách Audrey Hepburn đó là Quốc Thịnh Y. Năm đó, khi cô tung bộ ảnh chụp và xuất hiện trên thảm đỏ đã nhanh chóng làm cả cõi mạng xứ Trung bùng nổ. Vẻ ngoài bí ẩn đầy quyến rũ, bờ vai vuông thon thả cùng gương mặt đẹp xuất sắc đã giúp mỹ nữ 4.000 năm gây bão khắp mạng xã hội. Địch Lệ Nhiệt Ba. Năm 2020, tại sự kiện đêm hội Weibo, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng từng làm cả Weibo náo loạn vì lên đồ lấy cảm hứng từ phong cách Audrey Hepburn. Style này cực hợp với nàng mỹ nữ Tân Cương, bởi khí chất kiêu sa, sang trọng đã giúp Địch Lệ Nhiệt Ba tỏa sáng trọn vẹn. Hơn nữa, bộ đầm đen được thiết kế cầu kỳ còn làm tôn lên nét đẹp đầy quyến rũ của cô nàng. Ngô Thư Hân. Cũng giống như Triệu Lệ Dĩnh, Ngô Thư Hân bị chê không hợp khi diện phong cách Audrey Hepburn. Xuất hiện trên sóng livestream, mỹ nhân thường lang quyết làm netizen phải ngao ngán bởi vẻ dễ thương cùng giọng nói điệu đà của cô gần như không ăn khớp với tạo hình. Triệu Lộ Tư. Nàng tiểu hoa 95 Triệu Lộ Tư cũng từng có lần thử sức với phong cách Audrey Hepburn và sau khi bộ ảnh tung ra, netizen liền khuyên nữ diễn viên hãy nên làm chính mình, đừng cố gắng đu trend nữa. Diện đồ lấy cảm hứng từ Audrey Hepburn, Triệu Lộ Tư như cộng thêm chục tuổi. Cô nàng gần như không có được khí chất kiêu sa, sang chảnh từ style này. Mạnh Tử Nghĩa. Mạnh Tử Nghĩa khi diện đồ lấy cảm hứng từ Audrey Hepburn liền gây bão trên mạng xã hội. Cô nàng vẫn trung thành với phong cách gợi cảm dù diện style cổ điển, gương mặt xinh đẹp, làn da trắng cùng vẻ mặt đầy tươi tắn đã giúp Mạnh Tử Nghĩa ghi điểm trọn vẹn khi diện style này. Trên đây là dàn mỹ nhân từng thử sức với phong cách Audrey Hepburn. Để chọn ra mỹ nhân xuất sắc nhất trong 3 thế hệ dàn tiểu hoa thì chắc là Quốc Thịnh Y và Angela Baby. Riêng Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư quả thật không hợp style này. Còn bạn nhận xét thế nào về màn hóa thân Audrey Hepburn của các mỹ nhân hoa ngữ?